ngày 2 tháng 10, lễ các thiên thần bản mệnh. Đức tin cho chúng ta biết rằng có những thiên thần gìn giữ chúng ta. Cựu ước cũng như Tân ước đầy những chứng cớ làm chứng cho chân lý này, khiến thánh Geronimo phải thốt lên: phẩm giá các linh hồn cao quý dường nào, vì mỗi linh hồn đều được Chúa trao cho một thiên thần để săn sóc. Còn thánh Thomas thì nói rằng có các thiên thần hộ thủ các vương quốc, các dân tộc, các thành thị, các cộng đoàn tu sĩ và mỗi người tín hữu. Chúa Giêsu giải thích những điều đó khi người nói về các trẻ nhỏ: thiên thần của chúng hằng chiêm ngắm nhan Cha ta đấng ngự trên trời. Thánh Gregorio thành Nyssa nói: Chúa biết các tâm của các thần dữ đang tìm cách ngăn trở không cho chúng ta vào chỗ chúng ta đã mất ở trên trời, nên người ban cho mọi người chúng ta một thiên thần bản mệnh để chống lại các nỗ lực của kẻ thù phần rỗi chúng ta. Các thiên thần bản mệnh dẫn dắt chúng ta trên đường phần rỗi, mọi nơi, mọi lúc, đêm cũng như ngày, khi đi đường cũng như khi ở nhà. Các ngài không bao giờ rời bỏ chúng ta, cả khi chúng ta phạm tội, làm các ngài phải run sợ, khi chúng ta chống lại những điều các ngài hướng dẫn. Các ngài có sứ mệnh lo lắng và cho lợi ích của mỗi người chúng ta. Khi chúng ta cầu nguyện, các ngài chuyển lời lên Thiên Chúa và kéo ơn Chúa xuống. Các ngài săn sóc chúng ta trong mọi hoàn cảnh, như người mẹ thương con, như người dẫn đường, như bác sĩ chăm sóc bệnh nhân, như các mục tử dẫn dắt đoàn chiên. Các ngài là bạn thân thiết của tâm hồn. Hãy nhớ lại. Các ngài là bạn thân thiết của tâm hồn. Hãy nhớ lại Aga trong sa mạc, Lót ở Sodoma, Isaac trên núi Moria, các trẻ em trong lò lửa ở Babylon, Daniel trong hang sư tử và thánh Phêrô ở trong tùng. Chúng ta lại chẳng kinh nghiệm thấy như vậy trong cuộc sống thường ngày sao, với những tia sáng cho đức tin sống động, những tác động bất chợt đưa chúng ta đến sự thánh thiện, những giây phút tâm hồn muốn hiến trọn cho Chúa. Nhận biết bao ơn phúc của các thiên thần, chúng ta phải tỏ lòng cung kính vâng phục các ngài. Chính để nhắc nhở bổn phận này mà giáo hội dành ngày 2 tháng 10 mỗi năm để đặc biệt kính nhớ các thiên thần bản mệnh.